California có nền kinh tế lớn thứ 8 trên thế giới, nhưng nó đứng ở bảng cuối trong việc chi tiêu sinh viên. Hơn 10 tỷ đã phải cắt bỏ từ trường học California, buộc cắt bỏ nhiều chương trình và sa thải nhiều nhân viên. Con đã mất đi giáo viên và người cố vấn cho con đi đến con đường đại học. Con không có tiếng nói vì con không thể tham gia vào bầu cử. Xin hãy bầu cho con vào ngày 2 tháng 11 vì tương lai của con là tương lai của California.